Ngày 7 tháng 8, đông đảo người dân Hà Tĩnh và du khách thập phương đã cùng nô nức đổ về xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh để tham gia tranh tài bắt cá bằng ngư cụ truyền thống được tổ chức tại hồ Đập Lỗ. Đây là lễ hội truyền thống dân gian được hình thành từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, theo thời gian đã bị mai một, năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hưng đã khôi phục để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Tại lễ hội, người tham gia đã dùng nôm trớ, vó, nhũi, vợt, lưới để thi nhau bắt cá. Khi ai đó bắt được những con cá to thì mọi người đều tán thưởng, hò reo phấn khởi, làm cho không khí của lễ hội này trở nên náo nhiệt. Theo quy định, những người tham gia lễ hội chỉ được sử dụng những ngư cụ thủ công để trổ tài bắt cá, không được phép sử dụng đến các loại lưới thả, lưới kéo, giả kéo để đảm bảo tính công bằng và không xâm phạm môi trường thiên nhiên. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức chấm kết quả thứ hạng giải cho người tham gia bắt được con cá to nhất. Hoạt động lễ hội này được tổ chức nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư tại địa phương trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, tái tạo nguồn lợi thủy sản.